Yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình là mình đây từ từ đường phố đây mọi người nha. Xin anh em một game on Quick Man nha, lại mình đây từ từ đường phố đây các bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay chưa vào video cho anh em xem video vẻn của like xe đây đăng kênh nhân ký phải mình xin nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục hành trình trải nghiệm game on Quick Man anh em. Và cùng nhau đi cách kiếm chơi qua về cách kiếm những phiếu rút này các bạn. Thấy bảo game tặng đến tận 80 à, 80 100 thì mấy đứa em tôi nó kiếm được nhiều thật sự luôn á. Mỗi mét thì hình giờ anh em cày đến đâu rồi các bạn? Đây tôi thì cũng đang cố gắng đó anh em. Đó, đang cố gắng rất là nhiều. Chiêu mộ một lần SSR. Ui, rất là nhiều quà luôn anh em, thật sự game rất là nhiều quà. Đặc biệt là khi các bạn đi thám hiểm này này, anh em sẽ được nhận phiếu. Đây. Rất là nhiều luôn các bạn nhá. Còn rất là dài luôn. Đó, tha hồ cho anh em nhận. À, tình hình thì tôi già cày từ tối anh em, bây giờ lên đường đeo vào 20 các bạn. Oh, quay cảnh đêm khuya cày quốc tí trải nghiệm qua. Thì anh em cày đến đâu là comment phát chơi nào. Ông nào chơi S16 với tôi S14 này không? Comment anh em biết luôn. Chiêu mộ. Tình hình chưa đi anh em. Ok, hôm nay tôi sẽ vá chiêu mộ nha. Chúng ta sẽ quất tình hình trước các bạn. Sau đó thì sẽ quẩy bên dòng cao thủ luôn. Xem là liệu có ra được SS không, SSR không anh em. Đấy, nhiều bạn bảo ra SR ngon lắm. Thôi chưa ra chào lao thật sự luôn. Ui, này ra được, ui. Hàng ngon, hàng ngon, hàng ngon các bạn. Hàng ngon, hàng ngon. Rồi SR rồi không nói anh em. Tôi ra được 2 SR kìa. Ui, là quy tắc của chúng ta. Một cháu, cháu thứ hai là ai đây? Nhưng không được sơ ý. Rồi, ok, được hai cháu anh em nha. Tiếp theo chúng ta sẽ chiêu mộ cao thủ các bạn. Ở đây anh em chiêu mộ cao thủ thì không biết là nên ra cháu nào được ngon nhất. Nhưng đây thì số lượng cao thủ dòng SR giờ chúng ta mới có 2, 4, 5, 10, 11 cháu các bạn. Đây là mình nghĩ là tỷ lệ ra để được ra được một cháu thì chắc là thuộc dạng là anh em cũng phải nhân phẩm lắm. Chả biết là mình có được đi tên vào nhân phẩm đấy không thì mình cũng chưa biết anh em. Chúng ta hiện giờ có 3 lần up, mình chấp thẳng 3 lần với anh em Tống Kim Cương cũng chơi. Ôi, được có một SR đó anh em. À đây. Thiên hạ, tiên thủ Vi Cường à, bắn bi, thằng này chắc là xạ thủ. Ui, một pha kích hoạt quan hệ ở đây các bạn. Ồ, tướng mới, ui, mà cũng được của nó anh em. Thú vị thật sự, rồi ok. Đây thì lại phải tốn 10 phiếu à. Căng thế nhờ. Saitama anh em thề một đấm chết tươi bạn, đấm phê lắm. Nó có đi hỗ trợ book các bạn. Ngoài tôi chơi tôi thấy thế. Anh em có nhìn thấy gì không? Trời ơi. Cái quạt quan hệ cái gì? Trời ơi. Các bạn có nhìn thấy cái gì vừa rơi xuống không hả trời? À đây, ui lam hỏa. Đây 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 đây, loại người luôn luôn phá hoại môi trường của ta. Đạn năng lượng anh em. Oh my god. Đây, không nghĩ nào hôm nay nhân phẩm gọi tên anh em. Đi rút X10 và cái kết là có thật các bạn. Đi rút X10 và cái kết là có thật các bạn nhá. Ok, giờ tôi sẽ bắt đầu. Ui, còn gói quái, gói nạp. Nạp rất là nhiều, bạn gói nạp thì công nhận cũng rất là nhiều anh em. Đây còn có thể mua thêm nữa này. Dùng em kêu anh em thể mua thêm. Từ từ, mấy cái này từ từ các bạn. Xem là giờ ước 10, một cặp 7 à. Từ từ, để tôi cày đã anh em. Thế hình giờ cứ cày đã. Ui, chiêu mộ này. Ủa, là sao nhận được hay là như thế nào? Tân thủ chiêu mộ 7 lần. 7 lần nhận được à? 7 lần là nhận được anh em. Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Với 7 lần tôi sẽ nhận được mấy cái đấy các bạn. Đã hiểu, thư này có gì đây? Có hàng về đây anh em. Giờ hiện tại là có hàng về anh em. Trời ơi, xuất sắc luôn. Tăng cấp là anh em, tăng cấp nào. Game này thì chơi cũng khá là hay. Tăng cấp các bạn phải đi lâng này này. Mỗi lần tăng cấp xong anh em lại phải đột phá thì các bạn lâng tiếp được. Còn nếu không thì sẽ không nâng được anh em nhé. Ok, quét. Ồ, cho quét đi 10 rồi à? Khỏe thế nhờ.
Đấy, chưa cho quét, giờ cho quét rồi anh em. Lâng luôn, đang tiện về tôi lâng luôn anh em. Chả biết mạnh không các bạn, cứ lâng ra tính sau anh em. Tình hình giờ là không biết là có mạnh không, nhưng mà tình hình tôi cứ... lại một tính năng mới à, kiêu chiến các bạn. Rồi, quay nhìn đang P anh em, thề P thật sự, trời ơi. Ok ok, gì đây? Gì đây? Hoa cả mắt. À rồi. Ý sao? À là khiêu chiến các bạn, rồi, hiểu rồi. Khiêu chiến từ, khiêu chiến sao? Đang nâng dở cấp dở mà. Đang nâng hàng xịn về anh em, đang nâng cấp. Rồi đang cắn quét dở các bạn. Rồi ok, càn quét luôn đi mày. Trời ơi, Satama đúng không? Đó Satama đúng anh em. Một đấm chết tươi này, tôi chỉ nhớ ông này một đấm chết tươi thôi. Ngày xưa còn có gì ông gì tỏi nhỉ, ông thánh tỏi gì đấy, anh em đã xem qua ông ấy chưa? Luyện kỹ năng các bạn, ở đây có luyện kỹ năng này, cái pha luyện kỹ năng này thì cũng khá là ok các bạn. Rồi rồi ok, tăng sao, tăng được lên 1 sao thôi các bạn. Ví hiệu này à, ví hiệu này như bị trùng các bạn, tôi kiểm tra xem bị trùng ai. À đây trùng với chị này. Nhanh tốt 1-2 nào.
Đấy, leo lên top 1, 2 nào. 3, 2, 1. Hết giờ, hết giờ. Vào tố. Uầy, đẹp thế nhở. Uầy, bạn này ngon đấy, rút được ra tướng này luôn anh em. Trận này tôi nghĩ thua quá. Biết mà. Càng lên anh em, hồi dễ ăn đâu. Ok, giờ phải về cày cẩn thận đã. Ok, 2k2 kim cương rồi. Ngày huấn luyện. Trời ơi, quá chất quá luôn. Quá chất quá luôn anh em. Ok, tôi cày đấy nha. Ok, cày mãi thì cũng lên được level 25 các bạn. Trời ơi, đợi nãy giờ anh em. Thưởng này, level 25 này. Hai phiếu, ngon luôn. 60 tài liệu luôn à. Ngon. Rồi, ngon cơm. Ok, chúng ta sẽ lại đi chiêu mộ cao thủ anh em. Đủ 10 phiếu luôn để là để x40 lần à. Ừ, phải không? Rút mới được x bao nhiêu? 30 hay 40? 30 lần này. Ừ, 40 chứ anh em. 40 lần đúng không? 40 lần đầy đủ mà. Ra một cháu nó SR nữa nào. Ui, được một viên tím rồi à. Buồn thế. Rồi, tím là nhân vật nào đây? Con người cũng có thể tiến hóa. Úi giời, tiến sĩ. Ông tiến sĩ các bạn trái bên mạnh không? Không bán luôn à? Chiều mộ đấy cũng ra được SR các bạn. Nhưng mà hơi căng tí thôi. Ok, nên được level 25 rồi anh em. Giờ thì vượt map các kiểu thôi. Đây, mở thêm ai mới các bạn vào. Đội hình nào. Ok, nâng cấp thứ rồi anh em. Ngon cơm. Từ từ, cứ bình tĩnh, tí nâng sau. 25 chữ đá, trước mắt cứ lên 25 đi. Tôi chưa thằng này anh em ạ. Chả biết mạnh không, nhưng tôi chỉ thấy nó ngầu anh em. Đó, không biết là có mạnh không các bạn. Nó thấy ngầu đã. À, 26 vậy cho được à. Ok, nói chung thì ngày đầu điểm qua thế thôi anh em. Clip tôi xin phép thôi anh em tại đây nhé. Hẹn gặp mọi người clip theo. Cảm ơn video kênh Từ Từ Đường Phố rất nhiều. Và anh em thấy yêu quý kênh thì gửi lại kênh một like, như đăng ký ủng hộ cho nó phát triển nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Giờ đi, bye bye. Chào tạm biệt, hẹn gặp mọi người ở clip theo. Bye bye.